Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin nóng 24 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2015 của báo Tuổi Trẻ. Chương trình ngày hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Thản nhiên tập thể dục giữa đại lộ Phạm Văn Đồng. Bắt 39 người chơi ma túy trong quán karaoke. Đưa học sinh từ quê lên phố vui Trung thu. Giải cứu thanh niên nghi ngáo đá trên cửa sổ tầng 21. Giả công an vô tiệm massage để dò dỉ. Mở đầu chương trình là tin về một nam thanh niên nghi ngáo đá ngồi vắt vẻo trên cửa sổ tầng 21 tòa A chung cư Park Kasim, quận Tây Hồ, Hà Nội, hò hét và dọa nhảy xuống đất. Khoảng 10 giờ 15 ngày 27 tháng 9, lực lượng công an quận Tây Hồ, Hà Nội và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã giải cứu thành công nam thanh niên nghi ngáo đá ngồi vắt vẻo trên cửa sổ một căn phòng tầng 21 tòa A chung cư Park Kasim. Khi mọi người khuyên bảo thì thanh niên này còn đe dọa dùng gạch đá ném xuống sân chung cư. Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Vũ Văn Tuyền, 26 tuổi, quê tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Trưa ngày 27 tháng 9, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ 39 người tụ tập trong một quán karaoke trên địa bàn phường 5 thành phố Mỹ Tho để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ hung khí nóng vào rạng sáng cùng ngày. Trước đó vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra quán karaoke X trên địa bàn phường 5 thành phố Mỹ Tho. Sau đó phát hiện hai phòng trong quán karaoke có 39 người gồm cả nam lẫn nữ có biểu hiện phê ma túy. Kiểm tra và khám xét xung quanh, Công an thu giữ hai bịch ma túy tổng hợp, nhiều hung khí nóng như mã tấu, dao tự chế, búa, súng ám sát bằng bút. Thưa quý vị, người đi giám định y khoa về hưu trước tuổi phải bồi dưỡng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho bác sĩ để được xác định thương tật. Đó là những gì mà phóng viên Tin nóng 24 giờ đã quay lại được trong những ngày theo chân một số người dân đi giám định y khoa tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đắk Lắk. Sáng ngày 23 tháng 9, tại lầu 3 khu khám đa khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, có hơn 50 người ngồi chờ nộp giấy mời khám sức khỏe. Ông A, 50 tuổi cho biết mình bị thương ở chân, viêm xoang nặng, mắt mờ, lãng tai. Một bác sĩ đưa cho ông này 4 phiếu yêu cầu giám định gồm tai mũi họng, khám mắt, khoa chẩn đoán hình ảnh X-quang gồm chụp xương chân và đầu và siêu âm tổng quát. Để được xác định thương tật, ông A chuẩn bị 1 triệu đồng bỏ sẵn trong túi áo. Vừa vào gặp bác sĩ T, ông A nói nhờ bác sĩ giúp rồi bỏ tiền vào túi áo blue cho vị này. Chiều ngày 23 tháng 9, ông A đến gặp bác sĩ H. Cũng như các phòng trước, ông A để sẵn trong túi áo tờ 500.000 đồng. Vừa gặp bác sĩ, ông A nhanh tay đưa tờ phiếu đo điện tim cùng 500.000 đồng cho bác sĩ H. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tiến, giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Đắk Lắk cho biết, không nắm rõ việc chi tiền để được chứng nhận thương tật. Bà con đến giám định, trung tâm chỉ tổng hợp lại gửi xuống chuyên khoa, chứ chúng tôi không khám được. Trong quá trình giám định đó, có nhờ vả gì không, chúng tôi cũng không rõ. Những ngày vừa qua, xe cộ chạy trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, đoạn từ Bãi Tiên ra quốc lộ 1A, đã phải ngỡ ngàng trước hình ảnh hàng loạt cây xanh tạo cảnh trên tuyến đường biển đẹp nhất thành phố Nha Trang này đang lần lượt bị chết khô và nhuộm một màu đỏ cháy hai bên đường. Đây là con đường Phạm Văn Đồng, một trong những tuyến đường biển du lịch đẹp nhất Nha Trang mà chúng tôi ghi hình cách đây vài tháng. Song những ngày vừa qua, hình ảnh đẹp này đã không còn nữa. Thay vào đó là hàng loạt cây xanh lần lượt bị chết khô đã gây tiếc nuối cho người đi đường, nhất là những du khách. Nguyên nhân gây nên tình trạng này do thời tiết nắng nóng kéo dài và không có sự quan tâm chăm sóc thường xuyên của cơ quan chủ quản. Chiều ngày 26 tháng 9 2015, cuộc thi rút ngắn khoảng cách 2015 với chủ đề Môi trường đã diễn ra tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN tổ chức. Có 28 dự án của các tổ chức đơn vị gửi về tham gia cuộc thi. Hội đồng chuyên môn và cộng đồng trực tuyến đã bình chọn qua các vòng thi và đã tìm ra 3 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết là dự án Vì môi trường, dự án Trại khí hậu và dự án Công viên góc phố. Tại sự kiện, cộng đồng cũng đã chọn phát triển cộng đồng làm chủ đề cho chiến dịch rút ngắn khoảng cách năm 2016. Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2015 tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc chạy bộ PPGV Fun Run lần thứ 15, sự kiện do Hiệp hội các doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam tổ chức thường niên nhằm gây quỹ ủng hộ các tổ chức từ thiện tại Việt Nam. Trong suốt những năm qua, Hiệp hội các doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam, PPGV đều đặn mỗi năm tổ chức những cuộc chạy bộ Fun Run thu hút hơn 75.000 lượt người tham gia và quyên góp được gần 8 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện như xây nhà tình thương, đóng góp cho quỹ phẫu thuật nụ cười, trao học bổng cho sinh viên khó khăn.
Sự kiện năm nay đã thu hút hơn 10.000 người tham gia với số tiền dự tính quyên góp được khoảng 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, những người tham gia và thắng giải cũng được tặng những phần quà khích lệ như vé máy bay khứ hồi đi châu Âu, đồng hồ Thụy Sĩ hay tour du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Tối ngày 26 tháng 9, những người yêu thời trang ở cố đô Huế đã có dịp chiêm ngưỡng và thật sự ngỡ ngàng với chương trình thời trang Dreams, giấc mơ của nhà thiết kế Francis Hoàng tại khách sạn Indochine Palace Huế. Mặc dù đây là lần đầu chính thức trình làng của tác giả, nhưng chất lượng của các bộ sưu tập mà Francis Hoàng mang lại khá hoàn hảo và đặc biệt ấn tượng. Theo tác giả, đây chính là ba giấc mơ mà cô muốn vươn ra hơn với thời trang ở ngay chính đất Huế, nơi được xem là vùng trũng của thời trang chuyên nghiệp hiện đại. Ba bộ sưu tập cùng tên Giấc mơ với gần 50 chiếc đầm và váy mang những mảng màu đen trắng, hình khối góc cạnh đối lập và những chiếc váy lấy nền vải hồng nền nã làm chủ đạo. Tại chương trình, ban tổ chức đã đấu giá hai bộ váy đẹp nhất trong các bộ sưu tập để ủng hộ vào quỹ từ thiện giúp đỡ cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Trung ương Huế với số tiền 65 triệu đồng. Ngày hội văn hóa Pháp Journée de la Culture Française đã diễn ra vào sáng nay, ngày 27 tháng 9 năm 2015, tại Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Hội sinh viên Trường Đại học Bách khoa, cựu sinh viên và sinh viên chương trình BFIEV phối hợp tổ chức. Đây cũng là ngày hội truyền thống của sinh viên BFIEV thuộc chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp tại Việt Nam. Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao là dự án hợp tác về đào tạo giữa chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam. Nói đến nước Pháp, không thể không nhắc đến những công trình kiến trúc kỳ vĩ đặc trưng, gắn liền cùng dòng chảy của lịch sử nước Pháp. Đây cũng là một dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các bạn trẻ trong khối Pháp ngữ ở các trường, các câu lạc bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 27 tháng 9, Galaxy Studio, đại diện nhà sản xuất và phát hành Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đã xác nhận bộ phim này đoạt giải phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Phúc Châu, Trung Quốc. Trong đêm bế mạc Liên hoan phim Phúc Châu 26 tháng 9, ngôi sao Thành Long chính là người công bố Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, tên tiếng Anh Yellow Flower on the Green Grass của đạo diễn Victor Vũ đoạt giải. Đạo diễn Victor Vũ cũng có mặt tại Phúc Châu để dự cuộc họp báo về bộ phim này. Sáng 27 tháng 9, nhà phát hành Galaxy thông báo Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh sẽ họp báo công chiếu vào ngày 29 tháng 9 và bắt đầu chiếu rộng rãi tại các rạp từ 2 tháng 10. Thông báo của Galaxy cho biết đó là một thế giới nên thơ, trong trẻo đến ngỡ ngàng với câu chuyện cảm động về tình anh em và rung động đầu đời của cậu bé 15 tuổi ở một làng quê ven biển vào cuối những năm 80. Trên các tuyến đường chính của thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh vào đêm 26 tháng 9, náo nhiệt hẳn lên bởi tiếng trống múa lân rước đèn trung thu của các em thiếu nhi. Đây là 350 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của 9 huyện, thành phố và 100 em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ đội nhóm trực thuộc Trung tâm Sinh hoạt Thanh Thiếu Nhi tỉnh Trà Vinh trong đêm vui trung thu. Những chiếc lồng đèn to hình ông sao, chiếc thuyền là do tự tay các em làm. Tiếng trống nhạc, tiếng các em vui đùa làm náo động một góc thành phố. Người dân hai bên đường cũng dẫn con ra cùng vui đón trung thu với các em. Sẽ là ấn tượng khó quên đối với các em khi lần đầu tiên được đến thành phố Trà Vinh và được tham gia rước đèn trung thu cùng các bạn. Quảng cáo trên tin nóng 24 giờ, xin liên hệ công ty Sen Vàng, 33-20 Lý Văn Phước, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0945-666-803. Bổ gan giải độc Lipsin 94 phốt giúp tăng cường và bảo vệ chức năng gan. Thưa quý vị, đại lộ Phạm Văn Đồng, một trong những tuyến đường đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đang trở thành công viên của những người dân sinh sống xung quanh khu vực này. Theo đó, cứ mỗi sáng sớm, người dân lại đổ ra tuyến đường này để tập thể dục. Người thì đạp xe đạp, người thì đi bộ, thậm chí là trượt patin ngay trên làn đường dành cho xe hơi. Nguy cơ xảy ra tai nạn rình rập bất cứ lúc nào. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Đi bộ thể dục ngay giữa làn đường dành cho xe ô tô, đạp xe đạp, trượt patin. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi lại vào lúc sáng sớm trên đại lộ Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Bất chấp mọi nguy hiểm, người dân vẫn vô tư ra giữa đường rèn luyện sức khỏe. Một sự thản nhiên đến rợn người. Từ khoảng 4 giờ đến 6 giờ 30 phút sáng, chúng tôi chứng kiến hàng trăm người dân ùa ra đại lộ này để thể dục và rất nhiều người trong số đó đã chọn làn đường dành cho xe ô tô để đi bộ, chạy xe đạp. Những chiếc đèn xe đạp le lói, những bóng người nhấp nhô cùng hòa mình lưu thông bên cạnh dòng xe ô tô được chạy với vận tốc 80 km/h.
Con đường được mệnh danh là đại lộ nội đô đẹp nhất Sài Gòn với tổng số vốn đầu tư lên tới 340 triệu đô la Mỹ đang mang những hình ảnh không đẹp. Mỹ quan đô thị trên đại lộ Phạm Văn Đồng đang bị xấu đi do một bộ phận người dân chưa có ý thức tốt. Hiểm họa tai nạn giao thông có thể ập đến họ bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy rất là nguy hiểm và tai nạn luôn trực chờ chính họ và cũng như gây ảnh hưởng cho giao thông cho người khác. Em thấy người dân đi bộ trên cái làn xe ô tô rất là nguy hiểm, có thể là nguy hiểm tới tính mạng của bản thân mình luôn. Đi thì mình đi có lề lớn thì mình cứ đi trên lề lớn đó mình tập, cũng đi bình thường vậy thôi chứ đừng có đi giữa đường, nó nguy hiểm lắm. Nhiều khi Honda xe hơi rồi nó chạy ẩu á, nhất là Honda đồ ấy với trẻ nó chạy đó đêm nữa ra nó không có để ý mấy đó, thì sợ nó va chạm thì khổ. Trước tiên thì tôi xin khẳng định là đối với cái việc mà người dân đi không đúng làn đường của mình, chẳng hạn như người đi bộ hoặc là đi xe đạp đi vào cái làn đường của xe ô tô, thì theo quy định của luật giao thông đường bộ những cái trường hợp này là đã vi phạm. Theo quy định của cái luật giao thông đường bộ thì chúng ta phải đi đúng cái làn đường đã được quy định. Chẳng hạn như là người đi bộ thì có cái làn đường dành cho người đi bộ, tức là trên vỉa hè. Còn đối với xe hai bánh, xe đạp hoặc là xe gắn máy thì chúng ta phải đi trên cái làn đường của xe hai bánh. Căn cứ vào điểm A khoảng 1 của điều 9 nghị định 171 năm 2013 đối với cái việc là xử phạt người đi bộ vi phạm cái quy tắc giao thông đường bộ thì trường hợp đi không đúng làn đường thì sẽ bị phạt từ 50 đến 60 ngàn đồng. Thì qua cái sự việc này, tôi cho rằng là cái việc người dân có những cái hành động là đi không đúng cái làn đường như vậy, nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái mỹ quan, cũng như là ảnh hưởng đến cái sự an toàn cho chính bản thân mình và ngay cả người đang lưu thông trên cái đoạn đường trên. Nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng bên cạnh sự ý thức chung về giao thông của người dân thì còn đặt ra một vấn đề khác mà xã hội cần quan tâm, đó là những công trình phúc lợi dành cho người dân. Đứng về một khía cạnh nào đó cũng phải thừa nhận rằng số lượng công viên, trung tâm cộng đồng, nơi phục vụ và rèn luyện sức khỏe cho người dân thành phố vẫn còn quá thiếu, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Chính vì thế mà không ít người dân bất chấp nguy hiểm để tập thể dục trên nhiều tuyến đường. Quảng cáo trên tin nóng 24 giờ, xin liên hệ công ty Sen Vàng, 33-20 Lý Văn Phước, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0945666803. Sữa chua thạch nang sống lớp Infam mới, vừa ngon vừa nhẹ bụng, giá chỉ 4.000 đồng. Ngày 27 tháng 9, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đái Chấn Thanh 33 tuổi, ngụ quận 11 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thanh khai nhận đã lấy trộm một chiếc xe máy của dì ruột là Châu Lâm Kiều mang đi bán cho chị Nguyễn Trần Thanh Nguyên trú tại quận 10 với giá 12 triệu đồng. Chị Nguyên trả trước 11 triệu 500 ngàn đồng cho Thanh và sau khi sang tên sẽ trả tiếp số tiền còn lại. Nhưng qua thời gian dài không thấy Thanh đến làm thủ tục nên chị Nguyên đến nhà Thanh yêu cầu làm thủ tục sang tên thì sự việc mới vỡ lở. Được biết Thanh cũng từng trộm cắp tài sản của một người dì khác. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc. Ngày 27 tháng 9, Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn 31 tuổi và Bùi Văn Quyền 32 tuổi cùng quê Nghệ An để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sáng cùng ngày, Quyền và Tuấn đến tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi massage. Sau khi massage xong, cả hai bàn nhau giả công an đòi tiền của chủ tiệm. Quyền về phòng trọ mặc đồ công an và lấy thẻ ngành giả đến tiệm hớt tóc yêu cầu kiểm tra tiệm. Tưởng Quyền là công an thật, chủ tiệm lấy 500 ngàn đưa, thì Quyền lấy còng số 8 còng tay chủ quán lại. Tuấn giả bộ mượn điện thoại của chủ quán gọi điện rồi bỏ luôn vào túi quần. Sau đó, chủ tiệm hớt tóc đã đến công an trình báo vụ việc. Qua truy xét, công an quận 2 đã bắt được Quyền và Tuấn, thu toàn bộ tang vật và tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Ngày 27 tháng 9, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành 46 tuổi, quê ở An Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Thành đi bộ đến thảo cầm viên số 2 Nguyễn Bình Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1. Ngồi chơi thì thấy một xe gắn máy không khóa cổ đang để ở trước hội trường thảo cầm viên, nên Thành đẩy xe ra ngoài để mang đi bán thì bị bảo vệ bắt giữ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tin Nóng 24 giờ do báo Tuổi Trẻ phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình ngày mai được phát sóng vào lúc 18 giờ tại địa chỉ tv.tuoitre.vn và tuoitre.vn. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt
và hẹn gặp lại. Quảng cáo trên tin nóng 24 giờ. Xin liên hệ công ty Sen Vàng, 33-20 Lý Văn Phước, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0945666803. Bổ gan giải độc Lipsin 94 phút giúp tăng cường và bảo vệ chức năng gan.